Hello, xin chào cả nhà. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nhé, nhiều niềm vui. Thì hôm nay thì mình làm live stream này để chia sẻ với các bạn về cái vị trí của một cái bất động sản mình cũng mới bán được khoảng một thời gian rồi. Thì đây là một bất động sản giá rẻ. Hello, xin chào Trâm, khỏe không em? Đây thì nếu mà ai theo dõi Facebook của mình thì cũng đã nhiều lần thấy mình giới thiệu về cái bất động sản này rồi. Đấy. Hiện tại thì ở đây thì đang có một cái khách hàng mới dựng trụ lên, họ chuẩn bị làm một cái farm stay ở đây. Farm stay là mô hình mà biệt thự nghỉ dưỡng tại những cái nơi mà có không khí trong lành, yên tĩnh, mát mẻ. Đấy. Thì ở đây được. Hello anh Đinh Văn Cường. Anh Cường đi Dubai về có quà cho em không đây? Đây mọi người ta. Cái bất động sản này thì mình làm rất là kỹ về phần pháp lý với mua bán nên khách hàng mua đây an tâm lắm. Dạ, sáng sớm có việc nào ưu tiên thì làm trước anh nhỉ, giải quyết để làm các công việc khác nữa. Em ơi cùng xem nha, đây quang cảnh này. Ở vị trí này thì cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 7 km thôi. Chúng ta lấy cái siêu thị Cốt Mắt á, Lê Hồng Phong làm mốc á, chúng ta chạy thẳng lên theo hướng đại lộ Võ Nguyên Giáp đi Đà Lạt. Thì khoảng 7 km á, chúng ta nhìn bên tay trái thì sẽ thấy quán cà phê gió. Chúng ta đi vào cà phê gió khoảng 700 m nữa thì gặp cái xí nghiệp Vạn An Sông Mây Mây Che Lá. Đấy. Chúng ta sẽ thấy luôn cái bất động sản này luôn. Tất cả thì có 20 nền ở đây. Mình được đánh số các nền kỹ lắm. Đây các bạn thấy không? Đây, số 13 này, đây là lô gốc, hai mặt tiền. Hello, chào Khánh Duy. Chào chị Hoa. Đây là những cái nền mà khách hàng an tâm thì họ quay lưới lại giữ đất. Ở đây thì đường nội bộ mình làm khoảng 4 m thông luôn, không có đường cụt nhé. Vừa rồi thì mới xịt thuốc cỏ cho nên cỏ nhìn hơi úa rồi. Bên kia họ đang xây nhà. Ra đây là ra cái bờ kênh nè các bạn ạ. À. Nên xây nhà. Đây là kênh dẫn nước. Đấy. Thấy không? Đang xây nhà. Khu vực này thì hiện tại dân cư cũng đông rồi. Hiện tại pháp lý của dự án này thì có sổ riêng, ngân hàng hỗ trợ khoảng 70% trên giá bán, thì giá bán đang dao động từ khoảng 7,2 triệu một mét vuông, thì một nền thì rơi vào khoảng 800 triệu thôi. Đây thì kết nối xuống thành phố Nha Trang thì khoảng 10 phút đi xe máy, rất là tiện. Từ khi cái đại lộ Võ Nguyên Giáp mở ra thì chia sẻ bớt cái gánh nặng buổi sáng ách tắc giao thông cho tuyến đường 23 tháng 10, cho nên buổi sáng dân cư đi làm cũng bên phía đường Võ Nguyên Giáp cũng rất là đông. Đây, chúng ta có thể xem. Khánh Duy lên đây là một nền nhé, Khánh Duy nhé. 800 triệu đầu tư một thời gian khoảng 6 tháng. Ra hàng là vừa.
Hello, chào Vũ Mazda. Chào anh Long Âu Á. Rồi. 20 nền nhưng mà hiện tại chỉ còn có 2 nền thôi mọi người ạ. Hôm nay mình lên thứ nhất là mình xem cái dự án xem thế nào, thứ hai là cùng giới thiệu sơ. Còn 2 nền nhỏ ai có nhu cầu đầu tư hoặc là mua xây nhà ở thì liên hệ sớm để sở hữu được bất động sản. Từ ngày có cái gimbal thì quay phim nó tiện lợi hơn và không có bị rung nữa. Rồi, thứ nhất cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui nhé. Mình kết thúc livestream ở đây đây. Để đi làm gặp khách hàng nữa. Mỗi ngày livestream cho mọi người một dự án để mọi người xem.